Cô nghĩ, tại sao Lôi Đình làm thế? Không biết. Mấy năm qua, tôi bảo cô tiếp cận nó thêm, chính vì để hiểu nó hơn. Nhưng cô vẫn không tra ra thân thế của nó. Cô có biết người thế nào đáng sợ nhất không? Kẻ không cho mình biết về quá khứ của họ. Thiên Lang Châu ta không sợ một Lôi Đình, mà sợ không chỉ có một Lôi Đình. Hiểu ý tôi không? Hiểu. Kẻ vô địch trước hết phải không sợ gì. Kẻ không sợ hãi trước hết phải không ai giúp đỡ. Không có cơ hội sống mới sống được trong chỗ chết. Đây là lý do bố lập ra Thiên Lang Châu. Thế giới này đã đại loạn. Chỉ có kẻ mạnh mới có hy vọng. Nhìn đi, đó là sao Thiên Lang. Thiên Lang Châu ta là thiên mệnh. Thế giới này là của kẻ mạnh. Chỉ có kẻ mạnh mới nắm được mọi thứ. Kẻ mạnh nắm hết tài nguyên. Kẻ mạnh lập ra quy tắc. Kẻ mạnh viết nên lịch sử. Kẻ mạnh là hóa thân của chính nghĩa. Sau này con sẽ là hy vọng của Thiên Lang Châu. Phải học cách làm kẻ thống trị. Thống trị gì ạ? Thống trị bản thân chúng ta, thống trị lòng người, thống trị cả thế giới. Tại sao phải thống trị thế giới? Vì phần lớn người đã định sẵn sẽ thành nô lệ của một số ít người. Chúng ta chỉ là gánh nặng của anh ấy.
Bố biết con hận bố, nhưng đó là số mệnh gia tộc ta. Chọn lệnh bài, con sẽ thành người giống như bố, bảo vệ chính nghĩa, phiêu bạt chân trời. Con cũng có thể chọn tự do, nhưng kể từ nay con sẽ không còn quan hệ gì với gia tộc thiết giáp quần hầu. Bố, vậy sau này chúng ta sẽ không thể gặp lại nữa phải không? Chờ khi con muốn gánh vác sứ mệnh gia tộc, sẽ là ngày bố con ta gặp nhau. Phát hiện xe của thiết sát phía trước. Tại sao em chọn ở lại? Điều kiện tiên quyết để lựa chọn là năng lực. Em còn nhỏ, không có năng lực lựa chọn, chỉ đành giao số phận cho người mạnh nhất.